Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 11 tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân đặt tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, dự ngày hội đại đoàn kết với bà con Đất Mũi. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương thành kính tri ân quốc tổ cùng các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nên nền móng cho nước Việt Nam độc lập. Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, một trong những biểu tượng của hào khí Việt Nam, của tỉnh Cà Mau và truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, Tổng Bí thư và đoàn công tác đã dâng hoa tại tượng mẹ, thăm cột cờ Hà Nội, công trình kiến trúc có ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia, gắn bó Bắc Nam một nhà, thể hiện tình cảm keo sơn, sâu nặng của người dân thủ đô đối với quê hương Đất Mũi. Nghe báo cáo về tình hình sạt lở bờ biển và công tác khắc phục của tỉnh Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác khắc phục sạt lở, chống nước biển dâng và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó cần thực hiện khẩn trương, trong đó cần tính toán các công nghệ phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tổng Bí thư cũng đề nghị cần quan tâm đầu tư đối với nhiệm vụ bồi đắp lấn biển, tạo thêm không gian phát triển mới, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ cảng biển, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư và đoàn công tác đã cùng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Trao đổi tại ngày hội, Tổng Bí thư lưu ý, cán bộ cơ sở cần phải gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chính sách, chương trình an sinh, xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến những người có công, các đối tượng yếu thế, người dân tại các địa bàn biển, đảo, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương tại thành phố Lima, Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế APEC lần thứ 31. Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và khách mời là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Với chủ đề trao quyền, bao trùm, tăng trưởng, hội nghị khẳng định quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn Putrajaya 2040 về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, năng động, tự cường và hòa bình, bảo đảm mọi người dân được tham gia và thụ hưởng từ tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm. Hội nghị cũng nhấn mạnh ưu tiên duy trì APEC là diễn đàn hợp tác năng động và tự cường, dựa trên các nguyên tắc cơ bản như tự nguyện, không ràng buộc và đồng thuận. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã chỉ ra 3 nét tương phản lớn trong một bức tranh kinh tế thế giới hiện nay. Căng thẳng địa chính trị, bất ổn vĩ mô đang ảnh hưởng tăng trưởng toàn cầu. Song châu Á-Thái Bình Dương vẫn là đầu tàu, động lực tăng trưởng của thế giới. Tình trạng bảo hộ, phân mảnh, phân cực gia tăng, song nhu cầu hợp tác, liên kết kinh tế vẫn rất mạnh mẽ. Khoảng cách phát triển và các vấn đề môi trường toàn cầu tiếp tục là những thách thức hàng đầu. Tuy nhiên, sự phát triển của các công nghệ đột phá, xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng sâu rộng và toàn diện, đang mang đến nhiều giải pháp sáng tạo và cơ hội hợp tác. Để phát huy hơn nữa vai trò và đóng góp của APEC, tôi xin đề xuất một số định hướng lớn như sau. Một là tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, kiến tạo và duy trì các liên kết kinh tế thông suốt, hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng có sức chống chịu cao, bền vững, gắn với đẩy nhanh hiện thực hóa, tầm nhìn về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hai, đẩy mạnh các chương trình hợp tác sáng kiến về tăng trưởng bao trùm, công nghệ bao trùm, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng xanh, hạ tầng số, hợp tác chia sẻ ứng dụng công nghệ mới trong xử lý các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu. Ba là không ngừng nâng cao năng lực thể chế và quản trị toàn cầu, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, hoàn thiện thể chế của APEC theo hướng tinh gọn, năng động, thích ứng, đón đầu, sẵn sàng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang tích cực cùng với các thành viên khẩn trương xây dựng chương trình cải cách cơ cấu mới của APEC giai đoạn 2026-2030 để phát huy hơn nữa.
Chủ tịch nước khẳng định, trong vai trò nước đăng cai APEC 2027 và thành viên nhóm xây dựng chương trình cải cách cơ cấu mới của APEC giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và triển khai hiệu quả các định hướng và tầm nhìn của hợp tác APEC. Sau phần thảo luận, hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố chung các nhà lãnh đạo APEC cùng hai sáng kiến dấu ấn của nước chủ nhà Peru. Chiều ngày 16 tháng 11, theo giờ địa phương, tức sáng ngày 17 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Rio de Janeiro, Brazil, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Rio de Janeiro, Brazil, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024, Luiz Inácio Lula da Silva và phu nhân. Đây là lần thứ 5 Việt Nam được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh G20 và là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Rio de Janeiro có đại diện Bộ Ngoại giao Brazil, đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil. Dự kiến, tham dự và phát biểu tại các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ truyền tải thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, sẵn sàng chung vai gánh vác những trách nhiệm toàn cầu, đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào các vấn đề then chốt và cấp bách của thế giới, tương xứng với thế và lực của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Cùng với đó, nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nền kinh tế, các nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động song phương với Brazil như hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva, tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam-Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế quan trọng, tăng cường hơn nữa và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Brazil và các nước, tổ chức quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Brazil hiện đang thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Thủ tướng mong bà con phát huy tinh thần đoàn kết, lập thân, lập nghiệp, luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập cuộc sống sở tại. Mong mỗi người đều là một đại sứ, là cầu nối, vun đắp quan hệ Việt Nam-Brazil. Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên đại sứ quán phải chăm lo gắn kết, phát triển cộng đồng lớn mạnh, hỗ trợ, giải quyết các đề nghị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con. Đặc biệt giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con, nhất là lúc khó khăn, lúc tắt lửa tối đèn, với trách nhiệm và bằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Brazil nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao để quan hệ Việt Nam-Brazil ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay ngày 17 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho 1.188 nhà giáo và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2024. Năm nay, có 1.188 cá nhân được lựa chọn từ 1.225 hồ sơ gửi về, trong đó có 24 hồ sơ đề nghị Nhà giáo Nhân dân và 1.201 hồ sơ đề nghị Nhà giáo ưu tú. Hội đồng cấp nhà nước đã họp, bỏ phiếu, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 21 nhà giáo và Nhà giáo ưu tú cho 1.167 nhà giáo. Cũng trong dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao bằng khen cho 251 nhà giáo tiêu biểu năm 2024. Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, tôi thấy mình có trách nhiệm phải tiếp tục cống hiến, tiếp tục là ngọn lửa để thắp sáng niềm tin yêu của các giáo viên trong nghề và cái sự nghiệp giáo dục đào tạo của dân tộc. Thời gian qua, ngành giáo dục và đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của Đảng, nhà nước, của nhân dân.
ngành giáo dục cần quyết tâm và hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ lớn, trong đó yếu tố con người mà tiêu biểu là các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu phải là những hạt nhân phát huy tốt nhất những kinh nghiệm, trí tuệ, quyết tâm và sự sáng tạo của bản thân, đồng thời chia sẻ, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực, nhân rộng những điều tốt đẹp tới cộng đồng các nhà giáo. Cán bộ chủ quản lý chúng tôi có những nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa phải là động viên anh chị em giáo viên, học sinh vững tin và cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng để đạt được cái kết quả tốt nhất, và cũng vừa phải cập nhật những cái đổi mới lớn nhất, những cái điểm khác, điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 để có thể đạt được cái kết quả cao. Phần thưởng này luôn có ý nghĩa rất là to lớn đối với cá nhân tôi. Nó là nguồn khích lệ, là niềm động viên để tôi vững bước tiếp con đường sự nghiệp là đào tạo và nghiên cứu khoa học mà tôi đã lựa chọn. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt toàn ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc, lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô, các nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, cán bộ quản lý giáo dục, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các thầy cô cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp khoa học và đổi mới sáng tạo của đất nước. Đây là sự ghi nhận không chỉ của cơ sở, của ngành giáo dục mà còn của Đảng và Nhà nước đối với sự đóng góp đặc biệt ưu trội của các nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng như đang áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Mục đích xây dựng nghị quyết được Bộ Tài chính lý giải nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước. Năm 2023, việc giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 23,4 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ Công Thương, trong 10 tháng năm nay, xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 647,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với một số nền kinh tế hàng đầu trong khu vực châu Á. Đóng góp cho hoạt động xuất khẩu, nhóm sản phẩm nông, lâm thủy sản ước trong tháng 10 đạt 32,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhiều mặt hàng tăng cao ở mức hai con số như hạt tiêu, cà phê, gạo, chè các loại, rau quả, gạo, nhân điều, cao su. Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 647,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8%. Bộ Công Thương đánh giá đây là mức tăng trưởng khá cao so với một số nền kinh tế hàng đầu trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong sửa chữa căn hộ và phần sở hữu chung tại các chung cư do Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng quản lý. Theo đó, Trung tâm làm đầu mối, chủ trì thực hiện việc sửa chữa căn hộ và phần sở hữu chung với nhóm toàn bộ các căn hộ trong tòa nhà chung cư thuộc tài sản công vẫn còn trống, chưa bố trí sử dụng và nhóm các căn hộ còn trống chưa sử dụng nằm xen cài giữa các căn hộ khác đã bố trí sử dụng nhưng chưa thành lập ban quản trị nhà chung cư. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện báo cáo cho Trung tâm số lượng căn hộ thực tế cần sửa chữa để phục vụ tái định cư và tiến độ kế hoạch thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết sẽ dùng tiền tiết kiệm từ chi phí dự phòng và đấu thầu để xây dựng đường cất hạ cánh thứ hai tại sân bay Long Thành. Quá trình triển khai dự án thành phần 3, sân bay Long Thành ACV đã tiết kiệm được gần 4.000 tỷ đồng từ chi phí dự phòng và đấu thầu. Trong khi đó, đường cất hạ cánh thứ hai có chi phí đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Chi phí đầu tư cất hạ cánh thứ hai không làm tăng tổng mức đầu tư dự án thành phần 3, nhưng giúp tăng năng lực và hiệu quả khai thác của sân bay. Nếu sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động mới xây dựng đường cất hạ cánh thứ hai, có thể làm gián đoạn khai thác của sân bay vì quá trình xây dựng sẽ phát sinh rất nhiều bụi. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chiều cường rằm tháng 10 âm lịch đạt đỉnh. Trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai ít biến đổi và duy trì ở mức cao. Trước đó, đỉnh chiều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào ngày hôm qua và hôm nay, trong đó nhiều trạm đo được trên báo động 3.
đây là kỳ chiều cường cao, khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo trong 10 ngày tới, mực nước các trạm khu vực ven biển Đông tiếp tục tăng và đạt đỉnh kỳ chiều cường vào ngày 17-18 tháng 11. Đối với biển Tây, đạt đỉnh từ ngày 17 đến 19 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, được trả tự do sau khi cải tạo là điều hạnh phúc của mỗi phạm nhân, nhưng để trở lại cuộc sống bình thường là điều không hề dễ dàng. Để tạo điều kiện cho người mãn hạn tù ổn định đời sống, một chính sách hỗ trợ vay vốn dành riêng cho họ đã ra đời, không chỉ giúp họ tái hòa nhập cộng đồng mà còn trao cơ hội cống hiến, qua đó góp phần đem lại bình yên cho gia đình và xã hội. Anh Cấn Văn Tê ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã từng lầm lỡ và phải chịu án phạt tù do tội buôn lậu. Sau nhiều năm cải tạo tốt, anh được trả tự do sớm và trở về với cuộc sống bình thường. Không chỉ sớm hòa nhập với cuộc sống địa phương, anh còn được Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội tạo điều kiện cho vay vốn, mở cửa hàng ăn uống. Cũng từ cửa hàng nhỏ này mà anh đã có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, và mỗi năm trừ chi phí cũng để ra được 4 đến 500 triệu đồng. Được động viên rồi thì cố gắng về để tái hòa nhập cộng đồng, thì làm ăn. Thì nói thật anh là lúc về thì nói chung em được tạo điều kiện từ nói chung là từ cấp trên, được thứ nhất là được đảng và nhà nước quan tâm, rồi được cái cơ sở và cơ quan đoàn thể, đặc biệt là những cái người gần nhất tổ các tổ, thế thì được hỗ trợ. Nói chung là vay vốn thì tất nhiên được giúp đỡ, thì nói chung khởi đầu là nói chung như thế là cũng không nói gì hơn, cũng xin là cũng cảm ơn nói chung là sự quan tâm. Với phương thức cho vay ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội, có sự bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn và sự tham gia giám sát của công an khu vực, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng. Nhờ đó nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã giải ngân và cho người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Các cái đối tượng này được vay vốn nó thể hiện cái sự là quan tâm và sự tạo điều kiện của cộng đồng dân cư cùng chung sống, và họ đã tin tưởng các cái đối tượng này và đã bình xét để các đối tượng này được tiếp cận cái nguồn vốn này. Và nhờ đó thì làm cho các đối tượng mà đã không may sa ngã, đã phải trả giá việc chấp hành xong cái án phạt tù, được gọi là nhân dân là tin tưởng, bình xét cho vay. Đấy là giúp cho họ đỡ đi cái tự ti trong cuộc sống và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, làm một người bình thường để tiếp tục sản xuất kinh doanh, cống hiến cho chính gia đình và cho xã hội. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách, nếu chúng tôi làm được nhiều thì chúng tôi sẽ giảm bớt được nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự hơn. Các cụ đã nói rồi, nhàn cư vi bất thiện. Thế thì bố trí công ăn việc làm được cho người ta có lẽ là cái giải pháp bền vững nhất. Để bảo toàn vốn, sau khi cho vay, mỗi tháng, mỗi quý, các đoàn thể, tổ chức chính trị cũng thường thăm hỏi, kiểm tra quá trình sử dụng vốn của người vay. Sự phối hợp của Hội Cựu Chiến binh với Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Thạch Thất, thì cũng như Hội Cựu Chiến binh huyện Thạch Thất, thì Hội Cựu Chiến binh xã Cần Kiệm, chúng tôi đã đứng ra tín chấp, thế và cho hộ vay, đề nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ vay tiền để mà mở quán hàng ăn uống, thế và phục vụ giải khát để mà tăng thêm thu nhập. Quá trình mà sử dụng đồng vốn thì nói chung là hai vợ chồng là cũng sửa sang cái lán, cái xưởng và mua bàn ghế, mua đồ dùng trang thiết bị để phục vụ cho cái nhu cầu làm cái cửa hàng. Thì cũng có thường xuyên về kiểm tra để theo cái công tác là cái việc là sử dụng đồng vốn như thế nào. Thì nói chung là ở đây là anh ấy từ ngày về đến nay là sống là tái hòa nhập cộng đồng, là tình cảm quần chúng với bà con, hàng xóm. Khách hàng thì đến cũng thường xuyên là phục vụ ăn uống, chú đáo. Có thể nói, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chính sách nhân văn giúp người mãn hạn tù tự tạo việc làm khi trở về địa phương, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an sinh xã hội. Trong phần tiếp theo của chương trình, quản lý quan hệ cạnh tranh, chủ đề chính của cặp Mỹ-Trung bên lề hội nghị APEC ở Peru. Nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc cần hướng tới mối quan hệ cạnh tranh nhưng không xung đột. Đây là khẳng định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp kín diễn ra hôm qua ngày 16 tháng 11 bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Lima, Peru. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù quan hệ song phương đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng dưới sự quản lý của hai nhà lãnh đạo, hai bên đã tham gia vào các cuộc đối thoại và hợp tác hiệu quả, qua đó giúp mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn ổn định về tổng thể. Theo Chủ tịch Trung Quốc, nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong thế giới đầy biến động. Cạnh tranh giữa các nước lớn không nên là quy luật tất yếu của thời đại. Mục tiêu của Trung Quốc về một mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững vẫn không thay đổi. Khi hai nước đối xử với nhau như đối tác và bạn bè, tìm kiếm tiếng nói chung trong khi gác lại bất đồng và giúp đỡ nhau thành công, mối quan hệ của chúng ta sẽ đạt được tiến triển đáng kể. Còn nếu chúng ta coi nhau là đối thủ hoặc kẻ thù, theo đuổi sự cạnh tranh khốc liệt và tìm cách làm tổn thương lẫn nhau, chúng ta sẽ làm hỏng mối quan hệ hoặc thậm chí phá vỡ nó. Về phần mình, Tổng thống Biden cho rằng hai bên không thể để sự cạnh tranh hiện nay trở thành xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là trách nhiệm của lãnh đạo hai nước và trong 4 năm qua, hai bên đã chứng minh được rằng quan hệ song phương hoàn toàn có thể đi theo hướng này. Những cuộc đối thoại này ngăn ngừa những tính toán sai lầm và đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai quốc gia sẽ không biến thành xung đột. Đó là trách nhiệm của hai nước. Đối với người dân hai bên cũng như trên toàn thế giới, chúng ta là liên minh quan trọng nhất hoặc mối quan hệ quan trọng nhất trên toàn thế giới và cách hai nước hòa hợp với nhau có thể tác động đến phần còn lại của thế giới. Ngoài vấn đề hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về các chủ đề quan trọng khác, từ tội phạm mạng, thương mại, kế hoạch hạn chế đầu tư của Mỹ vào trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và chất bán dẫn của Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu chip máy tính, vấn đề Đài Loan, đến cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden kéo dài khoảng 2 giờ tại khách sạn của phái đoàn Trung Quốc ở Lima, đánh dấu cuộc đối thoại lần đầu sau 7 tháng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Cuộc trao đổi diễn ra 2 tháng trước khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm tới, trong bối cảnh xuất hiện những mối lo ngại về các cuộc chiến tranh thương mại mới và biến động ngoại giao. Giới chuyên gia nhận định, cả Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn cuộc họp này giúp làm giảm căng thẳng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực và tránh để mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn trước khi ông Trump chính thức nhậm chức, bởi điều này sẽ không có lợi cho cả hai bên cũng như thế giới. Bất chấp việc Israel tuyên bố đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo ở Gaza và Mỹ khẳng định việc viện trợ nhân đạo cho giải Gaza đã được Israel cải thiện, nhưng nhiều quốc gia vẫn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở giải Gaza. Trong khi đó, số lượng thương vong tại Gaza tiếp tục tăng cao. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn ở Gaza. Hôm 8 tháng 11, một cảnh báo của Ủy ban đánh giá nạn đói theo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp về giải Gaza cho biết có khả năng nạn đói sắp xảy ra ở Gaza. Ngày 15 tháng 11, cảnh báo này được nhắc lại. Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Lance Lake khẳng định, việc tiếp cận viện trợ ở Gaza đang ở mức cực thấp. Hàng cứu trợ gần như không thể tiếp cận được các khu vực phía bắc Gaza bị cô lập. Trước đó, trong phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra ngày 12 tháng 11, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố rằng sự ủng hộ chính trị của Mỹ đối với Israel là một yếu tố chính dẫn đến thảm họa nhân đạo này. Nếu chính phủ Israel thực sự muốn đạt được thỏa thuận, họ nên làm như vậy từ lâu rồi, thay vì tiếp tục áp đặt thêm nhiều điều kiện để các quan chức Israel ở mọi cấp khỏi phải nói về ý định xóa sổ Hamas hết lần này đến lần khác. Thành thật mà nói, những người đồng cấp Mỹ của chúng ta đã cố tình dẫn dắt chúng ta vào vòng luẩn quẩn để cho Israel thêm thời gian thực hiện kế hoạch của họ. Xóa sổ càng nhiều người Palestine càng tốt ở giải Gaza và biến khu vực này thành một khu vực hoàn toàn không thể ở được. Đã đến lúc phải hành động. Ông Riyad Mansour, quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc, thậm chí đã thách thức Israel cho phép truyền thông quốc tế vào Gaza để họ có thể chứng kiến tận mắt tình hình. Nhưng Israel sẽ không làm như vậy vì họ biết rằng những gì truyền thông quốc tế đưa tin sẽ gây ra một cơn địa chấn về đạo đức và chính trị.
Cũng tại cuộc họp này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn ở Gaza, cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin do Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Dự thảo nghị quyết bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc đang diễn ra ở Gaza, bao gồm việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình trạng mất an ninh lương thực gây ra nguy cơ nạn đói, đặc biệt là ở phía bắc Gaza. Tính tới ngày 16 tháng 11, theo thống kê của Cơ quan Y tế Gaza, đã có 43.799 người Palestine thiệt mạng và 103.601 người khác bị thương kể từ khi Israel tấn công giải đất này để trả đũa vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mới nhất, cuộc không kích của Israel ngày 16 tháng 11 tại một trường học ở trại tị nạn Shati thuộc thành phố Gaza đã khiến 10 người Palestine thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương. Tính chung trong ngày 16 tháng 11, các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải Gaza đã khiến 35 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Cũng liên quan tới tình hình chiến sự tại Trung Đông, Bộ Y tế Liban ngày 16 tháng 11 cho biết số người chết do các cuộc tấn công của Israel và Liban kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hezbollah đã lên tới 3.452 người, trong khi đó số người bị thương tăng lên 14.664 người. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, một số địa điểm bao gồm vùng ngoại ô phía nam của Beirut, thủ đô của Liban, đã hứng chịu các cuộc không kích dữ dội của quân đội Israel vào thứ Bảy vừa qua, với tiếng nổ lớn vang vọng và khói dày bốc lên từ nhiều địa điểm. Lực lượng phòng vệ Israel đã đưa ra tuyên bố cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nhắm vào kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và các cơ sở khác của Hezbollah. Ở chiều ngược lại, sau ít ngày tấn công cầm chừng, hôm qua, phong trào Hezbollah đã mở lại nhiều cuộc tập kích tên lửa ác liệt vào Israel, trong đó thành phố cảng Haifa với nhiều cơ sở chiến lược bị bắn phá dữ dội nhất. Truyền thông Israel cho biết, một thánh đường ở thành phố cảng Haifa, phía bắc nước này, đã bị hư hại nghiêm trọng trong đòn tập kích tên lửa của Hezbollah hồi tối qua. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận một số tên lửa của Hezbollah đã lọt qua lưới phòng không và lao xuống bên trong thành phố Haifa, gây hư hại một số tòa nhà, tuy nhiên không ghi nhận thương vong. Ngày 16 tháng 11, siêu bão Manji đã bắt đầu đổ bộ vào miền trung Philippines với tốc độ gió tối đa là 195 km/h, với đường đi được cảnh báo có khả năng gây thảm họa tại quần đảo này. Đây là cơn bão lớn thứ 6 tấn công quốc đảo này trong vòng một tháng qua. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết bão Manji đã đổ bộ vào tỉnh đảo thưa dân Cantadones với sóng cao tới 14m và sức gió giật lên tới 325 km/h. Dự báo bão sẽ mang theo các đợt sóng cao tới 3m, đe dọa thủ đô Manila và các vùng ven biển khác trong 48 giờ tới. Trong đó, chiều ngày 18 tháng 11, bão Manji sẽ quét qua Luzon, hòn đảo đông dân nhất và là động lực kinh tế của Philippines, với cường độ có thể vẫn ở mức siêu bão. Chính phủ Philippines đã kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo để bảo vệ tính mạng và tài sản. Hơn 650.000 người đã phải sơ tán trước bão Manji. Ít nhất 163 người đã thiệt mạng trong 5 cơn bão tấn công Philippines những tuần gần đây, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và phá hủy mùa màng và gia súc của nước này. Nhiều tỉnh đã ban bố tình trạng thiên tai do sự tàn phá trên diện dữ dội nhất. Biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. Phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày 18 tháng 11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Sau đây sẽ là những dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa vài nơi. Từ gần sáng mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ,
riêng phía Bắc từ ngày mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ gần sáng mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, từ ngày mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.